Vâng, xin chào cô và anh chị trở lại kênh video của GH Shop. Trong cái video ngày hôm nay thì bản thân Đức Quyết lại có may mắn sẽ được đồng hành cùng với dạy cô bác anh chị trong cái video về cái sản phẩm Rita Blue. Đó là sản phẩm về tủy xương. Để trả lời cái câu hỏi mà rất nhiều cô bác anh chị thời gian vừa qua đã dùng cái sản phẩm này và có những cái cảm nhận rõ rệt, cũng như một số các cái cô bác anh chị đang muốn tìm hiểu về sản phẩm, cái công năng tác dụng chính của sản phẩm, đúng không ạ? Thì trong video ngày hôm nay thì cô bác anh chị cuối cùng tìm hiểu với Đức Quyết có 6 cái tác dụng chính của sản phẩm Rita Blue. Đầu tiên thì sản phẩm Rita Blue là sản phẩm sản xuất độc quyền và phân phối của tập đoàn Junet Global tại Hoa Kỳ. Sản phẩm thì được nghiên cứu và phát triển bởi chuyên gia Christian Drapiu. Ông chính là một trong những chuyên gia và những nhà tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về tế bào gốc. Đây là một sự kết hợp, tức là độc quyền cái sản phẩm và những cái thành phẩm của sản phẩm, mang đến một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời từ những cái thành phần hoàn toàn tự nhiên, được nuôi trồng cũng như chọn lọc kỹ càng để mang lại cái sự hiệu quả cho người sử dụng, với công thức độc đáo từ tảo xanh, tảo xanh lam, và cái hai từ cây hắc mai biển, thứ ba là từ sản phẩm beta glucan, thứ tư là từ cây lô hội, và yếu tố thứ năm từ nước dừa nguyên chất. Chiết xuất tinh chế dưới cái công nghệ cao, tức là công nghệ sinh học cấp độ tế bào, để cho ra đời một cái sản phẩm nó đi trực tiếp vào tủy xương, và trên gọi là tế bào gốc từ thủy xương. Và dưới đây chính là 6 cái tác dụng chính của nó mà chắc chắn rất nhiều cô bác anh chị đang quan tâm. Cái thứ nhất, nó đi được xuyên qua vào màng tế bào, chính vì thế nó kích thích được tủy sống, giải phóng được ngân hàng tế bào gốc. Và cô bác anh chị cũng biết rằng trong cái ngân hàng, trong cái tế bào gốc từ tủy xương của chúng ta, nó có 125 triệu tế bào gốc, trong khi đó là có 10 triệu tế bào gốc luôn luôn hoạt động trong máu của chúng ta. Cái thứ hai, nó luôn luôn bổ sung và luôn luôn làm mới tế bào, cho nên nó giúp chúng ta làm sao luôn luôn trẻ hóa được cơ thể. Dùng thường xuyên sản phẩm này thì chúng ta sẽ được trẻ hóa cơ thể. Cái thứ ba là đặc biệt tốt cho những bệnh nhân liên quan đến xương khớp, thoái hóa, thoát vị đĩa đệm, bởi vì nó có tác dụng sửa chữa, làm mới, phục hồi. Kể cả những trường hợp mà bị ví dụ như gãy chân sau bó bột, thì khi dùng cái sản phẩm này thì khả năng lành, lặn và khỏe mạnh là rất là cao và rất là nhanh. Thứ tư là giúp tái tạo lại các cái tế bào bị xương khớp, phục hồi lại các tổn thương bên trong từ tế bào. Yếu tố thứ năm, nó là tăng sinh và giải quyết thiếu máu của cơ thể. Và cái sản phẩm này thì cô anh chị biết rằng tất cả những bệnh nhân ung thư máu, đúng không ạ, bệnh nhân liên quan đến tăng sinh về tế bào, đặc biệt là tế bào tủy xương, thì là cái sản phẩm này hỗ trợ đều rất là tốt, rất là tuyệt vời. Và yếu tố thứ sáu là tăng cường sức đề kháng và nâng cao cái hệ miễn dịch trong cơ thể. Và với 6 cái tác dụng vô cùng tuyệt vời này thì đây là cái sản phẩm thực sự rất là tốt cho tất cả các bệnh nhân liên quan đến xương khớp, đến tủy, đến máu, đúng không ạ? Đặc biệt là những bệnh nhân kể cả hậu vấn đề tai biến hoặc phòng chống đột quỵ. Và trên đây chính là cái chia sẻ của bản thân Đức Quyết cho tất cả cô bác anh chị, để chúng ta biết được cái tác dụng chính của sản phẩm tế bào gốc từ tủy xương. Cô bác anh chị có thể đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại của GH Shop, số điện thoại 0986 26 1661, hoặc số điện thoại 0902 284 189. Các chuyên gia và những người am hiểu về sản phẩm của GH Shop sẽ giúp cô bác anh chị chúng ta có được cái công thức, đúng không ạ, cái phác đồ làm sao tốt nhất cho bản thân mình cũng như người thân, người nhà của mình. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị trong các video sau ạ.